Joy Gắt Tai, phiên bản độc lạ Bình Dương của dòng đồ chơi DX, nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng sáng tạo. Mặc dù được phá cách trong những nét tạo hình, thế nhưng vẫn giữ được cái hồn của thể gốc. Và nhân vật đầu tiên trong chuỗi series này sẽ là tuổi thơ của thế hệ 9X, siêu nhân bách thú Garenja. Đặc biệt với cơ chế rap cực kỳ sáng tạo, cho phép hoán đổi vị trí để tạo nên những hợp thể độc lạ Bình Dương. Khai sinh Khao Kingu.